Xin chào cả nhà, mình tiếp tục quay lại với kênh Đồ Cổ Cần Thơ vào clip chiều tối ngày 6 tháng 5 nha. Rất vui được đồng hành và chia sẻ niềm đam mê sưu tầm đến cả nhà mình ha. Thì chiều tối ngày 6 tháng 5 này thì bên em có rất là nhiều sản phẩm độc và lạ vừa sưu tầm được để giao lưu cùng cả nhà mình nha. Trên màn hình của mình đó là tổng quan một số loại sản phẩm vào clip chiều tối ngày 6 tháng 5 nha cả nhà mình ha. Rất là nhiều sản phẩm độc và lạ nha. Xem được kênh cả nhà nhớ cho em xin một lượt thích nha cả nhà mình ha, và một lượt đăng ký kênh nha, để mai mốt em cố gắng sưu tầm thêm những sản phẩm độc lạ để gửi đến cả nhà mình ha. Trên màn hình của mình đó là tổng quan một số loại của buổi chiều tối ngày hôm nay nha, có rất là đẹp, có rất nhiều sản phẩm đẹp nha cả nhà mình ha. Thứ nhất là có các dĩa gốm Biên Hòa nè, rất là đẹp. Bên cạnh đó là có một số tượng Phật to lớn và có hai cặp đôn nha, một số loại đồng ha, rất là đáng để sưu tầm vào clip chiều tối nay nha. Cả nhà mình nhớ xem hết đoạn video này của em ha, xem hôm nay là có những sản phẩm độc lạ gì nha. Nếu mà có yêu thương em thì nhớ cho xin một lượt thích nha cả nhà mình ha. Cái nút thích nó nằm ở phía bên tay trái cả nhà, bấm vô giúp em một cái nha, để biết đâu mai mốt em sưu tầm những sản phẩm độc lạ để giới thiệu cho cả nhà mình thì cả nhà mình dễ xem được nha. Dưới thêm một nút đăng ký nha cả nhà mình ha. Rồi, đầu tiên giới thiệu cả nhà mình là một tác phẩm đầu tiên hôm nay, đó là một có hai cái nha cả nhà ha. Cặp dĩa là Tứ Linh gốm Biên Hòa ha. Tứ Linh Long Lân Quy Phụng là bao gồm hai cái dĩa nha. Đây là cái dĩa đầu tiên trước là Long Lân nha. Ở đây nó chạm hình con rồng nè. Ở dưới này là Lân ha. Dĩa gốm Biên Hòa rất là to nha cả nhà mình ha. Men gạn theo thời gian rất là đẹp. Ở sau là nó có mộc của xưởng luôn nha. Dĩa đầu cặp cái dĩa đầu tiên là Long Lân nha. Đường kính là 50cm ha. Cân nặng là cỡ cân nặng của cái dĩa này cỡ 5,5kg cả nhà ha. Rồi tiếp theo là dĩa Quy Phụng. Đây là mã số 1 nha cả nhà ha. Đây là hình tượng là Quy Phụng, là con rồng ủa không, rùa và phụng ha, phụng hoàng, men gạn theo thời gian rất là đẹp nha cả nhà ha. Cũng đường kính 50 luôn nha, rất là to nha. Ở đây là có mộc của xưởng luôn ha. Cái này nó cũng có cân nặng là cỡ khoảng 5,5kg nha cả nhà mình ha. Mã số 1 này là bao gồm hai cái dĩa Tứ Linh, một cái là Long Lân, một cái là Quy Phụng. Thì cặp dĩa đầu tiên này thì giao lưu với cả nhà mình là cặp dĩa Tứ Linh này có giá là 4.900.000 cho một cặp dĩa Tứ Linh nha, Long Lân Quy Phụng ha. Đây là mã số 1 nha. Rồi, mã số 2 vẫn là một cái dĩa gốm Biên Hòa cả nhà ha. Một cái dĩa gốm Biên Hòa nha. Tích là Anh Hùng Tương Ngộ. Ha, một cái tích rất là đẹp. Ở trên bầu trời thì có đại bàng, ở dưới thì có hổ ha. Rất là đẹp nha cả nhà ha. Để gần như cả nhà xem đây. Một tác phẩm rất là đáng để sưu tầm nha, men gạn theo thời gian rất là đẹp ha. Phía sau là có một của hãng luôn nha. Của lò chứ. Đường kính là 50cm cả nhà ha. Đem để gần cho cả nhà mình xem nha. Đường kính là 50 á, rất là to. Rất là to, rất là đáng để sưu tầm ha. Rồi cái này thì có giá giao lưu cả nhà mình là 2,5 triệu nha. Đường kính 50cm. Rất là đẹp nha, mã số 2 2,5 triệu. 2,5 triệu cho một cái dĩa gốm Biên Hòa ha. Biên Hòa xưa nha. Rồi đây là mã số 2. Rồi tiếp theo mã số 3. Mã số 3 hôm nay là cũng có một dĩa gốm Biên Hòa luôn nha cả nhà ha. Một cái dĩa này thì nó thể hiện bốn con luôn nha, Long Lân Quy Phụng. Đây cũng là đường kính 3 cũng là đường kính 50cm luôn nha. Cái dĩa này thì nó có đầy đủ luôn là Tứ Linh, là Long Lân và Quy Phụng nha. Một tác phẩm rất là đẹp nha. Cái này là một cái dĩa đơn lẻ, còn cái kia nãy mã số 1 là hai dĩa. Một dĩa là Long Lân, một dĩa Quy Phụng, còn cái dĩa mã này này là nó bao gồm bốn con luôn, Long Lân Quy Phụng rất là đẹp. Được làm bằng gốm Biên Hòa xưa nha. Men gạn theo thời gian rất là đẹp. Tổng trọng lượng là cũng khoảng gần cái này thì bằng gần 7 kg nha cả nhà ha. Cái này nặng hơn nha. Đó. Đường kính là 50cm, rất là to nha, 50cm. Rồi cái này giao lưu cả nhà là 2,5 triệu nha, 2,5 triệu cho mã số 3. Rồi mã số 4 hôm nay vẫn là một cái dĩa gốm Biên Hòa luôn nha cả nhà ha. Tích là múa lân,
rất là đẹp nha. Trên đây có rất là nhiều hình tượng người nè, bên cạnh đó là những đứa trẻ đang coi múa lân ha, rất là đẹp, múa lân múa rồng ha, một tác phẩm rất là đáng để sưu tầm nha. Men cũng gạn theo thời gian rồi, mặt sau ha, mấy dĩa này mình về mình làm cái kệ trưng bày là thôi, khỏi chê ha. Gốm lúc nào nhìn ở trong nhà cũng rất là đẹp ha. Cái này thì đường kính cũng 50 cm nha cả nhà nha, đường kính là 50 cm, bề ngang là đường kính là 50 cm. Tổng trọng lượng của cái dĩa này á, của dĩa múa lân này cũng là tổng trọng lượng là 7 kg, đường kính là 50 cm. Thì cái dĩa này cũng giao lưu với cả nhà mình là 2,5 triệu nha, cho mã số 4. Rồi tiếp theo là em sẽ giới thiệu với cả nhà mình một số tượng đồng ha. Bây giờ là qua gốm rồi, giờ tới tới một số tượng đồng đây. Đó là mã số 4 này ha. Tiếp theo là mã số 5. Mã số 5 hôm nay là giới thiệu cả nhà mình một cái ấm chạm bạc nha. Một cái ấm đồng chạm bạc rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha. Hình ảnh con trâu rất là đáng để sưu tầm ha. Trên nắp này nó có hình hai con chuột, ở dưới đáy nó có mọc luôn, ở trong rất là đẹp ha. Được chạm bạc nha, đồng chạm bạc. Rồi về trọng lượng. Trọng lượng của cái ấm này nó rơi vào khoảng nửa ký nha nhà mình ha. Chiều cao là 14 cm, bề ngang là cỡ 12 cm nha. Chất liệu đồng chạm bạc. Cái này giao lưu cả nhà mình 850 cho mã số 5. Rồi mã số 6 hôm nay là có một cái siêu đồng nha cả nhà mình ha. Cả nhà mình có thấy rõ không ạ? À? Để em hạ thấp xuống chút ha. Tại làm có mơ nên là hạ cái cây lên xuống cho cả nhà mình xem nha. Đây. Rồi, đây là một cái siêu nha cả nhà ha, cái siêu chất liệu bằng đồng nha. Siêu đồng. Thì cái siêu này thì có tổng trọng lượng là cỡ khoảng gần 900 g cả nhà ha. Gần 900 g. Thì chiều cao của đây cái siêu đồng. Rất là đẹp nha cả nhà ha. Ở trên đây là nó có chạm hoa văn rất là đẹp. Ở trong là rỗng ha. Ở đáy nè. Ở đây là cán gỗ. Thì chiều dài của cái siêu để em đo cho cả nhà xem nha. Chiều dài là cỡ khoảng 17 cm, chiều cao là cỡ 12 cm nha. Cái siêu này giao lưu cả nhà 1.200.000 ha. Rất là đẹp. Đây là mã số 6. Rồi tiếp theo mã số 7 hôm nay là có một tượng Đức Mẹ nha. Có tượng mẹ bằng đồng nha cả nhà mình ha. Chiều tổng trọng lượng của tượng mẹ là rơi vào khoảng 3,3 kg. Chiều cao là 40 cm, bề ngang của đường bề ngang là 14 cm. Tượng mẹ này thì giao lưu với cả nhà mình là 2.200.000 ha, cho mã số 7. Tiếp theo mã số 8 là có một cái ấm trà đồng nhưng mà chạm bạc rất là đẹp, hình con rồng nha. Ấm này thì thôi khỏi chê ha, dưới đáy có mọc luôn. Tổng trọng lượng của ấm này rơi vào khoảng là 750 g. Được chạm bạc rất là đẹp nha cả nhà ha. Chiều cao là cỡ khoảng 16 cm nha. Bề ngang là cỡ khoảng 13 cm. Đồng chạm bạc rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm ha. Cái ấm này giao lưu cả nhà 850 cho mã số 8. Rồi mã số 9 hôm nay là có một tượng Phật Di Lặc. Phật Di Lặc chất liệu bằng đồng ha, rất là đẹp. Để em để lên tượng Phật Di Lặc lên cho cả nhà xem ha. Chiều cao của tượng Phật Di Lặc là rơi vào khoảng 37 cm nha. Bề ngang là 16 cm. Tượng Phật Di Lặc đang ngồi trên đài sen ha. Rồi để gần cả nhà xem nha. Chất liệu bằng đồng ha. Ở dưới đáy có mộc luôn. Tượng Phật Di Lặc này có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.800.000 cho mã số 9. Tiếp theo mã số 10 hôm nay là một tượng chúa giang tay chất liệu bằng đồng nha. Tượng chúa chất liệu bằng đồng ha cả nhà ha. Tổng trọng lượng là cỡ khoảng 3,5 kg. Chiều cao của tượng chúa là rơi vào khoảng 39 cm. Bề ngang là 16 cm. Rồi tượng chúa giang tay thì giao lưu với cả nhà mình 2.200.000 luôn nha. Mã số 10. Rồi mã số 11 hôm nay đó là một tượng quan âm cửu rồng nha. Trước mặt màn hình của mình đó là quan âm cửu rồng nha cả nhà ha. Tổng trọng lượng là 5,2 kg. Rồi chiều cao của tượng quan âm cửu rồng này rơi vào khoảng là 36 cm. Bề ngang là 18 cm nha. Trên đây là rất là đẹp nha. Chất liệu bằng đồng ha. Đây là tượng mẹ quan âm, bên cạnh đó là có 9 con rồng ha. Rất là đẹp. Dưới đáy có mộc. Tượng này có giá giao lưu cả nhà mình là 2.800.000 ha, cho tượng quan âm cửu rồng ha. Xem được video này cả nhà đừng quên cho em một like nha cả nhà mình ha, để có động lực làm thêm những clip tiếp theo để gửi đến cả nhà mình ha. Rồi
qua ông cụ cụ đồng là giao lưu với cả nhà là 2.800.000 ha. Mã số 11. Rồi mã số 12. Mã số 12 hôm nay là giới thiệu với cả nhà mình là tượng Phật Di Lặc nha. Chất liệu vân đồng ha, người đang ngồi trên đài sen, ở dưới đáy có mộc luôn đây. Rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm nha. Tượng Phật Di Lặc này có tổng trọng lượng là khoảng 2 kg. Chiều cao của tượng Di Lặc là cỡ khoảng 15 cm ha. Còn hoành đế là 15 luôn nha. Tượng Phật Di Lặc này giao lưu cả nhà 1.300.000 ha cho tượng Phật Di Lặc. Chất liệu vân đồng ha, mã số 12. Rồi 13 đó là một tượng còn một tượng Thiên Thủ Thiên Nhãn nha cả nhà ha. Tượng này chất liệu vân đồng nha. Rất là đẹp. À, tổng trọng lượng của tượng là rơi vào khoảng 3 kg, 3 chiều cao là 38 cm nha. Cái này gời nha cả nhà ha. Rất là đẹp đây. Bề ngang là 22. Rồi, chiều cao là 28 cm ha. Bề ngang là cỡ 18 cm, rất là đẹp. Đây, để gần cả nhà xem nha. Rồi, tượng này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 2.800.000 cho mã số 13 nha. Rồi 14 là hôm nay là còn được một cái song trầm Đạt Ma nha cả nhà ha. Đạt Ma chất liệu vân đồng. Đây là hình tượng ngày Đạt Ma nha, trên đây là có trầm mình bỏ vô mình đốt ha. Rồi chiều ngang của cái tượng song trầm Đạt Ma này rơi vào khoảng 20 cm. Chiều cao là 12. Ở dưới đáy có mộc luôn ha. Song trầm Đạt Ma nha. Song Đạt Ma này có tổng trọng lượng là cỡ khoảng 1.2 kg. Giao lưu với cả nhà mình là 950.000 cho cái tượng song còn một cái song trầm Đạt Ma này ha cả nhà ha. Đây là mã số 14. Tiếp theo 15. 15 hôm nay là em còn một cái đỉnh trầm trúc nha cả nhà mình ha. Một cái đỉnh trầm trúc tương đối là to hơn cái kỳ trước nha. Cái này là một cái đỉnh trầm trúc hay người ta gọi là lưu trúc ha. Lưu trúc loại nhỏ nha. Hàng thủ công rất là đẹp, chiều cao là cỡ khoảng 34 cm nha cả nhà mình nha. Bề ngang là 16 cm. Nó được làm bằng rất là nhiều. Đây là cái nắp ha. Rồi đây là cái thân. Thân có mộc luôn ha. Rồi ở dưới đáy luôn nha. Cái này có giá giao lưu cả nhà mình là 2.200.000 cho một cái đỉnh trầm mắt tre. Ở trên đây nó có chạm chim rồi, rất là đẹp nha cả nhà ha. Rồi đây là mã số 15. Rồi mã số 16. Mã số 16 hôm nay là còn được một tượng Thích Ca to nha cả nhà ha. Chất liệu vân đồng. Tượng Phật Thích Ca chất liệu to nha, chất liệu vân đồng rất là đẹp nha cả nhà ha. Đây để mình quay cho cả nhà mình xem. Tượng Phật Thích Ca tượng này là có tổng trọng lượng là cỡ khoảng 16.5 kg. Tượng ngày cao cỡ 50 cm nha. Ngày cao cỡ 50 cm. Còn bề ngang là cỡ 36 cm nha. Chất liệu vân đồng nha cả nhà ha. Tượng này thì có giá giao lưu với cả nhà mình là 6.000.000 nha cho tượng Phật Thích Ca chất liệu vân đồng, rất là to ha. Rất là to nặng nha, em ôm lên là muốn không nổi nha cả nhà ha. Tượng này rất là đẹp. Rồi, tiếp theo. Mã số 17. 17 là có một tượng của ngài Thánh Tăng Simali. Hôm nay vừa về được thêm một tượng của ngài Thánh Tăng Simali nha. Chất liệu vân đồng ngày được xem là đệ nhất tài lộc ha. Tổng trọng lượng là 10 kg rưỡi. Tượng ngài Thánh Tăng Simali nha cả nhà ha. Rất là đẹp. Chiều cao của tượng ngài Thánh Tăng Simali là cỡ khoảng 36 cm nha. Rồi bề ngang là 28 cm. Chất liệu vân đồng ha. Rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm. Tượng ngài Thánh Tăng Simali là giao lưu với cả nhà mình là 4.200.000 cho ngài tượng ngài Thánh Tăng Simali nha. Đây là mã số 17. Rồi mã số 18. Rồi mã số 18 hôm nay là có một cặp bình đồng nha cả nhà ha. Mã số 18 là một cặp bình đồng nha. Cặp bình đồng này chưa có vệ sinh nha. Hôm nay em có hai cặp, một cặp vệ sinh, một cặp chưa vệ sinh. Cặp này thì chưa vệ sinh nha. Tổng trọng lượng là cỡ khoảng 4 kg rưỡi. Rồi chiều cao của cặp bình này rơi vào khoảng 32. Rồi đường kính miệng là 14 nha. Chất liệu vân đồng ha. Rất là đẹp. Rồi, cặp này thì giao lưu với cả nhà mình là 3 triệu ha cho mã số 18. Rồi mã số 19.
số 19 hôm nay là có một cặp bình vệ sinh rồi nghe cả nhà ha. Tổng trọng lượng là cũng cỡ khoảng 4 kg 6 nha. Chất liệu bằng đồng ha. Cặp này thì đã được vệ sinh lại rồi. Cặp này có chiều cao cũng cỡ 32 cm. Đường kính miệng là 10-14 luôn nha. Cặp này thì cũng có giá giao lưu với cả nhà mình là 3 triệu nha cả nhà ha. Rất là đẹp nha. Đây. Đãi ha. Rất là đẹp nha. Rồi mã số 20. Mã số 20 và 21 hôm nay là em coi còn được hai cặp đôn Biên Hòa nha cả nhà ha. Hai cặp đôn gốm Biên Hòa, đây là cặp đôn thứ nhất. Cặp đôn này là Song Long. Rất là đẹp nha. Cặp đôn này đây, để em quay cả nhà mình xem ha. Rồi cặp này ở mã số 19. Em hôm nay là em có hai cặp đôn nha. Đây mã số này là mã số 19 nha. Cặp đôn gốm Biên Hòa ha, hai con Song Long rất là đẹp. Đây cả nhà mình xem ha. Chiều cao là cỡ khoảng 41 cm nha. Còn mặt đế là đề bề ngang là cỡ 12-23. Rất là đẹp nha cả nhà ha. Rồng đôn này đôn gốm Biên Hòa rất là đẹp. Tình trạng là lành tích nha. Này gồm có một cặp nha cả nhà ha. Rất là to. Cái này mình về mình để là vừa trưng bày và vừa để cây thì thôi khỏi chê ha. Hoặc là mình có thể ngồi cũng được nha cả nhà ha. Đây rất là đẹp nha. Một hình tượng rất là đẹp, rất là đáng để sưu tầm ha. Để gần cho gọi gần cả nhà mình xem nha. Đây là hai bụng rồng, để em quay hai bụng rồng cho cả nhà mình xem. Hai cái đầu rồng. Rất là đẹp ha. À, cặp này có giá giao lưu với cả nhà mình là 4 triệu cho cặp đôn gốm Biên Hòa này ha. Cả nhà mình ha. Rồi tiếp theo. Mã số 20. 20 hôm nay là cũng có một cặp đôn gốm Biên Hòa luôn. Cặp đôn này là đôn giống như là hình chữ Y nha. Chiều cao là cỡ khoảng, đôn này cao, chiều cao là 50-53 ha. Rồi mặt là cỡ 30. Chất liệu gốm Biên Hòa rất là đẹp nha cả nhà ha. Cái mặt đây. Cặp này cũng có giá giao lưu cả nhà mình là 4 triệu luôn nha. Rồi đây cũng là mã số cuối cùng của clip chiều tối nay nha cả nhà ha. Cảm ơn cả nhà mình đã xem và ủng hộ kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em trong thời gian qua nha. Xem được video này coi như là mình có duyên với nhau nha cả nhà mình ha. Cho em xin một nút like nha. Và một lượt đăng ký ha. Để làm thêm những clip tiếp theo để gửi đến cả nhà mình nha. Một ngày thì em hay lên sóng là vào buổi trưa và buổi tối. Cả nhà mình nhớ đón xem những tập phát sóng bên kênh Đồ Cổ Cần Thơ của em nha. Rồi cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Hẹn gặp lại clip vào sáng ngày mai ha. Rồi xin chào và hẹn gặp lại.